Chào đón quý vị đến với chương mục sức khỏe. Thưa quý vị, theo như một thống kê gần đây cho thấy được rằng là trên thế giới có đến 33% là dân số bị béo phì. Và nếu như chúng ta không có cái biện pháp ngăn ngừa một cách hữu hiệu thì đến năm 2030 thì tỷ lệ này sẽ gia tăng là 57,8%. Như vậy là cứ tính là hiện tại đi thì cứ 3 người thì có một người bị béo phì. Theo Dũng thì béo hay là mập hay là ốm gì đó đối Dũng không quan trọng, nhưng quan trọng là chúng ta phải có sức khỏe. Có sức khỏe thì mới làm việc được. Và mỗi ngày Mai thấy là ở những cái công viên hay là những trung tâm thể dục thẩm mỹ hay là thể dục gì đó, rất là nhiều người họ đến. Điều đó nói lên là mọi người rất là ý thức về sức khỏe của mình. Và theo như một cái thống kê thì khoảng 98% là những người ăn kiêng sau một thời gian thì họ không đủ kiên nhẫn đi theo nữa, hay là họ vượt cái mức mà cho phép hàng ngày của họ để ăn uống thì họ sẽ tăng cân trở lại. Làm thế nào để chúng ta có thể giảm cân một cách an toàn nhưng mà cũng rất là dễ dàng của chúng ta, thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với bác sĩ Đào Thị Yến Thủy, hiện đang công tác tại Trung tâm Dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời bác sĩ Thủy ạ. Chào chị. Xin chào quý vị khán giả chương trình Sức Sống Mới. Thưa chị thì bây giờ thì mọi người cũng hay quan tâm đến làm thế nào để có cái chế độ ăn kiêng cho hợp lý, thì chị cũng có cái đôi lời nhận xét như thế nào không ạ? Bây giờ là cái thời đại những cái bệnh mang tính không lây rất là nhiều, và trong đó béo phì là một cái nguy cơ. Mình biết ở những nước phát triển chẳng hạn như là ở Mỹ, ở Hà Lan thì tỷ lệ béo phì lên tới 40%. Và ở Việt Nam mình là một cái nước đang phát triển mà cái tỷ lệ béo phì cũng càng ngày càng tăng, dù chúng ta đã báo động và chúng ta cũng có nhiều biện pháp nhưng mà chưa thế nào mà giảm được, chứ nó mà ngưng được chứ đừng nói là giảm. Cho nên là đây là vấn đề chúng ta càng ngày càng quan tâm nhiều hơn. Nhưng mà mình biết được rằng là chúng ta cũng sẽ có những cái chỉ số nào đó để biết một cách rõ ràng hơn. Tại vì nói người này mập, người kia ốm thì nói cũng hơi chung chung. Mình cũng tin rằng là chúng ta cũng có những cái cách đo cụ thể, phải không chị? Hiện giờ ở tất cả các nước trên thế giới đều sử dụng cái chỉ số là BMI, là viết tắt của chữ Body Mass Index, là chỉ số khối cơ thể. Thì cái công thức đó được tính dựa vào sự cân đối của cái cân nặng và cái chiều cao của người đó. Thì cái công thức tính bằng lấy cân nặng chia cho chiều cao bình phương, mà cân nặng tính bằng ký và chiều cao thì tính bằng mét. Thì cái số đó nếu mà nó dưới 18,5 kg trên mét vuông thì như vậy là người đó là người gầy, người suy dinh dưỡng, thiếu dinh dưỡng á, người ốm đó, thì người đó sẽ có nguy cơ nhiễm trùng hay là loãng xương rất là cao. Những người có cái chỉ số BMI mà từ khoảng 18,5 cho tới dưới 23 là những người cân đối có tình trạng sức khỏe tốt nhất, ít có nguy cơ bệnh tật nhất. Rồi những người từ 23 tới 25 thì là đã thừa cân, rồi từ trên 25 trở lên là béo phì. Thì có béo phì độ 1, độ 2, độ 3, thì độ 1 và độ 2 thì ngăn có khoảng 27,5. Và trên 30 là béo phì độ 3, là béo phì nặng. Nhưng mà đó là chỉ xác định cái tình trạng dinh dưỡng hiện tại mình là bình thường hay là gầy hay là béo phì. Nhưng mà cái quan trọng nữa là nếu mà mình đang bình thường như vậy nhưng mà cứ 2-3 tháng liên tiếp mà tháng nào mình cũng tăng 1-2 kg thì chứng tỏ là cái thu nhập năng lượng của mình đã cao hơn cái tiêu xài năng lượng của mình. Và đây là quá trình tích lũy dẫn đến béo phì, tại không có ai béo phì liền hết mà phải là quá trình của vài tháng, vài năm, nhiều năm mới dẫn đến béo phì được. Nhưng mà chúng ta cảnh giác ngay. Nhưng mà cái con số này cũng không tính đến những người mà chẳng hạn như phụ nữ đang mang thai này, hay là những người vận động viên đang tập luyện thể hình thì chắc là cũng đúng rồi. Cái BMI mà cái chỉ số này thì tính cho những người trưởng thành trên 18 tuổi, nhưng mà trừ những cái vận động viên thể lực tập đang luyện tập nhiều, cơ bắp nhiều, hoặc là những người tập thể hình, hoặc là phụ nữ mang thai cho con bú, hoặc những người vừa mới ốm dậy thì sau một cái người thụt cân thì không phải là cái tình trạng dinh dưỡng hiện tại của họ. Thưa chị, mới thấy là nhiều chị em thậm chí ăn rất là ít và nhịn ăn, có những chế độ rất là kiêm khem mà không có dùng đến một chút nào hết là những cái thực phẩm mà có thể làm cho chúng ta béo phì như là mỡ, nhưng mà vẫn cứ tăng cân. Cái từ ăn kiêng á, rất là nhiều người nghĩ là sai, hoặc cái từ giảm cân nữa. Có nhiều người nghĩ giảm cân thì mình biết là muốn giảm béo thì là phải giảm cái lượng mỡ trong cơ thể mình. Nhưng mà có những người thì dùng trà, uống trà để ra đi tiêu chảy ra. Những cái trà giảm béo mà dạng tiêu chảy thẩm thấu đó, hoặc là đi thêm tắm hơi, tắm ốm gì đó thì nó chỉ mất nước thôi, thì đâu phải là giảm cân ha. Cũng giảm cân nhưng mà không phải là giảm béo được. Một số trường hợp thì nhịn ăn nhưng mà nhịn ăn không có đúng, không hợp lý thì hiệu quả nó không có, mà nhiều cơ hại hơn. Mình biết là cái cơ chế bản năng sống của mình nó luôn luôn tồn tại. Khi cái ý chí mình quyết định là mình sẽ nhịn ăn, nhưng mà đôi khi mình lại nhịn quá mức. Thế có người nhịn cả một bữa ăn hoặc hai bữa ăn, có thể nhịn vài ngày, thì như vậy là cái lúc đó cơ thể mình rất là đói,
cảm giác đói, cái bản năng sống của mình nó sẽ vùng lên át hẳn lý trí và mình sẽ ăn rất là nhiều, và nhiều khi ăn bù còn hơn cái lượng mất cần thiết nữa. Thì đó là cái nguyên nhân nó béo phì rất là nhiều. Tại vì đó là ảnh hưởng đến cái, làm cái stress cơ thể mình quá sức thì nó sẽ dẫn đến tác dụng phụ ngược lại. Một số người lại như Mai nói là nhịn không dám ăn miếng béo nào, nhưng mà bù lại thì ăn rất là nhiều cơm hay là chè, kem, khoai, những cái loại bột đường rất là cao. Thì ăn bột đường vào cơ thể nó dư ra thì năng lượng nó cũng sẽ chuyển thành mỡ, và mỡ cũng sẽ làm mình lên cân béo phì chứ không phải chỉ là chất béo thôi. Nhưng mà thưa chị thì Mai cũng có thấy cái trường hợp mà thậm chí là không ăn cơm, không ăn khoai chè gì hết, cũng không ăn đồ béo, không ăn mỡ, ăn mỡ nhưng mà có người lại là họ lại ăn những cái thực phẩm giàu béo khác, chẳng hạn như là uống sữa nguyên kem chẳng hạn nè, hoặc là ăn những cái đồ da nè, những cái ốc heo chẳng hạn, hay đồ lòng tim gan cật, những cái loại chi thức ăn mà chiên rán nhiều, có nhiều dầu trong đó thì nó cũng là sản phẩm nhiều béo, thì nó cũng là sản phẩm sinh năng lượng nhiều. Cho nên mình biết là ăn kiêng đó là không phải là nhịn ăn, mà là mình ăn ít những cái thực phẩm mà giàu năng lượng, và còn ăn nhiều những cái thực phẩm mà ít năng lượng như là rau trái cây chẳng hạn, để mình vẫn ăn no nhưng mà mình không có thu nhận nhiều năng lượng. Thì như vậy mình mới đứng cân được, và từ từ mình ăn ít dần dần á thì nó mình mới giảm được cái cân. Và tất nhiên là muốn mình duy trì được một cái chế độ ăn kéo dài, tại vì đây là một quá trình lâu dài, mình tích cân thì nó cũng mà nhiều năm mới mập béo phì, thì muốn mà giảm lại cân đối trở lại thì cũng phải nhiều năm, đừng có nóng vội quá. Mình phải có một chế độ ăn nó gần giống cái bữa ăn bình thường của mình, tiết giảm từ từ, thay đổi thói quen từ từ, chứ mình có sự thay đổi quá lớn thì thường mình sẽ không có thích hợp với cái chế độ ăn mới, mà mình sẽ không có tuân thủ được. Và như vậy cái hiệu quả điều trị sẽ không tốt. Một cái yếu tố nữa giúp cho cái làm cho cái người ăn kiêng bị thất bại là lên cân lại là tập thể dục. Thì đôi khi tập thể dục á rồi họ làm cho họ ăn ngon miệng hơn, đúng không? Nếu mà tập thể dục không có đúng cách á, thì làm ăn ngon miệng hơn thì giúp cho khỏe khoắn mà ăn ngon miệng hơn. Thì cho nên là phải biết thể dục đúng cách. Và có nhiều người lại nghĩ là tập thể dục rồi có thể ăn uống thoải mái, và nhưng mà mình biết là nếu mình đi bộ nhanh trong vòng một tiếng đồng hồ thì mình tiêu hao khoảng 200 kcal, thì nó tương đương bằng một chén cơm trắng thôi. Cho nên là rất là gian khổ. Thời gian tập nó kéo dài thì nó tiêu hao hết cái lượng đường trong máu mình rồi, nó mới sử dụng cái lượng mỡ để tạo năng lượng để hoạt động tiếp. Nên mình hoạt động ngắn quá thì nó sẽ không có cái hiệu quả mà giảm cân được. Như chị vừa nói thì sau một thời gian ăn kiêng và giảm cân thì có những người không có kiên trì thì họ sẽ lên cân, và thậm chí là cái số cân của họ lên nhiều hơn ngày xưa nữa, thì lúc đó thì nó có kéo theo một cái số bệnh nào hay là một cái triệu chứng nào khác không chị? Không chỉ cái trường hợp lên cân mà một số trường hợp xuống cân được, nhưng mà nếu quá trình ăn kiêng của mình kéo dài mà ăn kiêng không hợp lý thì sẽ dẫn đến những cái bệnh lý. Tất nhiên là đầu tiên là thiếu năng lượng, mình ăn thiếu là thiếu năng lượng, mà khi cơ thể mình thiếu năng lượng thì phải nói là mình oải mệt mỏi, có người không làm việc được thì không có được, đúng không? Mình vẫn phải sống, vẫn phải làm việc chứ, thì vẫn phải đập đủ năng lượng để mình sống làm việc. Còn nếu mà ăn kiêng quá dẫn đến thiếu máu, rồi chẳng hạn là thiếu những cái vi chất thì sẽ làm cho cơ thể mình hoạt động không có tốt. Thiếu máu làm cho mình hay hoa mắt, chóng mặt, rồi mệt mỏi, rồi tập trung chú ý không có được. Như hàng mình muốn học mà một cái gì đó mình cũng không nhớ được chẳng hạn. Rồi làm việc cũng sẽ không tốt, năng suất cũng sẽ không tốt, và nhiều khi còn bị tai nạn lao động dễ dàng xảy ra hơn. Rồi một số trường hợp thiếu những cái vi chất nó làm cho thiếu những axit béo cần thiết, nó làm cho da mình nó cũng xấu đi. Rồi những cái ăn kiêng quá mức nhiều khi nó dẫn đến những cái thói quen mà làm rối loạn ăn uống, làm rối loạn cái thói quen ăn uống cũng sẽ không có ảnh hưởng đến cái sức khỏe, làm cho mình ăn quá thiên lệch một cái nhóm thức ăn nào đó cũng không tốt. Và đôi khi một cái ảnh hưởng mình thấy rõ lắm là ảnh hưởng đến cái tâm lý xáo trộn luôn á. Những người đó thường hay là bực bội, cáu gắt, có thể là lo lắng quá mức, hoặc là có thể là thờ ơ, lãnh đạm, không có để ý, và cảm giác cái nhiều người còn chán đời nữa, tại không đủ năng lượng để làm việc. Để làm thế nào chúng ta có một cái chế độ ăn kiêng hợp lý này, vừa giữ được cái vóc dáng của mình mà đồng thời giữ được sức khỏe của mình chị? Đầu tiên mình phải giảm cái số lượng năng lượng ăn vào của mình, nhưng mà mình vẫn phải ăn đầy đủ tất cả các nhóm thực phẩm khác nhau để cho đủ năng lượng, vừa đủ năng lượng để mình tiêu xài, để mình hoạt động hàng ngày. Và cái những cái chất dinh dưỡng khác nhau thì vẫn phải đảm bảo. Thì những cái tiêu chuẩn ăn uống hợp lý là mình vẫn ăn phải nhiều loại, đa dạng các loại thực phẩm khác nhau. Mình chỉ chú ý là những cái thực phẩm nào mình có thể ăn ít và thực phẩm nào có thể ăn nhiều. Chẳng hạn như là những cái thực phẩm mà dầu béo ha, hay là dầu bột đường, hay là những cái mỡ, hay là những cái đồ dầu béo như mình vừa kể nãy nè, những cái cơm chè mình cũng phải hạn chế bớt, mình ăn ít cái đó. Nhưng mà phải tăng cường cái lượng đạm,
mình phải ăn vừa đủ, yeah. cái lượng đạm là phải đủ cho cơ thể mình. Chẳng hạn như với một chén cơm mình đi khoảng 2 miếng thịt như vậy là vừa đủ. Và mình nên ăn là ăn lựa chọn, ăn thịt nạc nè, ăn cá nạc nè, rồi ăn đậu hũ, ăn thịt gà nhiều hơn thì nó tốt hơn là ăn những thịt đỏ như thịt heo, thịt mỡ. Thịt heo mà nó nạc nó cũng có mỡ trong đó, đó cho nên mình cũng hạn chế. Nhưng mà vẫn phải ăn đủ cái lượng hàng ngày. Rồi những cái thực phẩm cơm chè thì mình ăn vừa đủ mức hoạt động của mình thôi. Nếu mình thấy mà mình vẫn còn tăng cân thì mình phải giảm cái lượng cơm này lại. Và cái lượng béo tất nhiên là mình phải tiết giảm nhiều. Mình nên ăn dầu nhưng mà cũng ăn rất là ít những cái thực phẩm chiên xào. Đối với rau thì chúng ta nên ăn nhiều hơn. Các loại rau gì cũng được, rau củ bí bầu mà làm cái kiểu luộc á, với hấp gì đó. Rồi những cái loại trái cây ít ngọt, những cái loại đó thì yeah. nó sẽ giúp cho mình ăn nhiều thoải mái nhưng mà không có sợ lên cân. Cảm ơn chị Thủy. Xin cảm ơn chị.